da trong vòng 3 ngày hoặc là hết mụn chỉ trong vòng khoảng bôi một tuần là hết mụn, hoặc là da bảo đảm không bao giờ có cái tình trạng gì ở. Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Skincare cùng bác sĩ Nguyễn Phương Thảo. Chủ đề hôm nay bác sĩ muốn đề cập đến các bạn là kem trộn. Dạo gần đây á, mấy bạn hay hỏi bác sĩ là bác sĩ ơi kem nào không phải là kem trộn. Thì bác sĩ hay nói đùa với mấy bạn là thật ra kem nào chả trộn, đúng không? Nhưng mà quan trọng á, là mình trộn ở đâu, ai là người trộn, và các cái đơn vị mà trộn và các thành phần để mà tạo ra cái kem trộn đó nó có uy tín hay không. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng ha, những cái sản phẩm uy tín ở nước ngoài, ví dụ như những hãng mỹ phẩm lớn như là Lancome, Shiseido, rồi những cái dòng rất là lớn ở trên thị trường thế giới đi, thì một để mà sản xuất ra được một hũ kem cho mấy bạn á, là phải có một cái ekip kép nhà khoa học luôn, cả hàng trăm nhà khoa học, và phải nghiên cứu trong rất là nhiều năm mới tạo ra được những cái dòng sản phẩm để mà nó có sự phối hợp giữa các thành phần với nhau và nó không có gây ra những cái sự tương tác không mong đợi. Và cái dây chuyền sản xuất nó cực kỳ phức tạp, những cái thành phần của cái sản phẩm nó rất là thuần khiết và tinh khiết. Như vậy là nó mới tạo ra được một cái sản phẩm cho mấy bạn để mấy bạn có thể là yên tâm sử dụng. Vậy đó, nhưng mà mấy bạn vẫn còn cảm thấy là mấy bạn sử dụng những sản phẩm uy tín nè, có thương hiệu mà có dị ứng không? Vẫn dị ứng như thường, tại vì không một cái nhà khoa học nào dám khẳng định là kem của họ sản xuất ra hoặc là mỹ phẩm của họ sản xuất ra 100% không bao giờ dị ứng với tất cả các loại da trên toàn thế giới. Vậy thì tại sao kem trộn mà những cái bạn tự trộn thì lại có khả năng làm được những chuyện phi thường, là trắng da trong vòng 3 ngày hoặc là hết mụn chỉ trong vòng khoảng bôi một tuần là hết mụn, hoặc là da bảo đảm không bao giờ có cái tình trạng dị ứng. Khi mà em trộn cái tinh chất này chung với kem body rồi á, thì cái độ trắng của nó sẽ nâng cao lên gấp 2, gấp 3 lần so với kem dưỡng thông thường. Mấy bạn mà giỏi giống vậy á, là chắc chắn á, là mấy bạn đó chắc giờ đạt giải Nobel y học rồi, chứ không còn ngồi đây để bán kem trộn đâu. Vậy thì tại sao mấy bạn lại làm được cái chuyện thần thánh ở trong cái hũ kem đó? Vậy thì chúng ta phải coi cái thành phần ở trong cái hũ kem trộn là như thế nào. Thì thành phần trong kem trộn nó gồm có những cái gì? Ngoài những cái chất mà chúng ta trộn vô trong kem là vitamin, rồi những cái glutathione, ABCD gì đó mà mấy bạn thích gì mấy bạn bỏ vô trong đó, thì cái yếu tố quan trọng để mấy bạn đạt được cái chuyện là mấy bạn nói là hết mụn sau một tuần, trắng da sau 3 ngày, rồi không bao giờ dị ứng da, đó là trong thành phần kem nó sẽ có những cái chất. Thứ nhất là corticoid, thứ hai là thủy ngân. Như vậy thì corticoid là gì? Corticoid nó còn gọi là corticosteroid, là một hormone được tiết ra của cái vỏ thượng thận. Cái hormone này nó có khả năng nó giảm những cái tình trạng viêm rất là nhanh ha. Thì cái corticoid mà chúng ta có thể sử dụng ở trong cái việc điều trị luôn, giống như chúng ta bị viêm nhiễm thì chúng ta sẽ sử dụng corticoid đường uống, hoặc là chúng ta bị nhiễm trùng da thì chúng ta có thể sử dụng corticoid đường bôi. Tuy nhiên đây là thuốc và cần phải có sự kê toa của bác sĩ. Tuy nhiên mấy bạn lại cho những cái thành phần thuốc không có một cái nồng độ, không một có sự kiểm định nào đó vào trong một cái hũ kem, thì mấy bạn cũng biết rồi, cái việc mà chúng ta xài đó là một cái chuyện không mong đợi ha. Và những cái tác dụng gì nó sẽ xảy ra? Có lợi không? Có lợi, tại vì sao? Nó là kháng viêm mà, cho nên những cái gì viêm nhiễm trên da chúng ta nó sẽ xẹp đi rất là nhanh. Mụn đang viêm đúng không? Giảm. Rồi nám giảm không? Giảm luôn. Trắng da sau 3 ngày đó, trắng da rất là nhanh. Và đây là một cái dạng thuốc để nó kháng viêm, cho nên chắc chắn là những cái trường hợp nào mà da rất là nhạy cảm thì khi đưa kháng viêm lên da thì nó sẽ đỡ dị ứng.
Tuy nhiên, nếu như mà nó hay giống vậy là nó nổi tiếng khắp thế giới rồi, ai cũng nhà khoa học nào cũng sẽ bỏ cái chất đó vô trong kem. Nhưng nó sẽ có tác dụng gì? Đó là tác dụng phụ không mong đợi. Tác dụng này hầu như những cái người sản xuất kem trộn một cách tự phát, họ không biết được những cái tác dụng này, hoặc là vì lợi nhuận cho nên họ chắc chắn họ sẽ bỏ qua những cái tác dụng phụ không mong muốn. Thứ nhất, tác dụng phụ không mong muốn của kem trộn đó là làm mỏng cái bề mặt da, làm cho những cái collagen ở phía bên dưới da là nó sẽ đứt gãy rất là nhanh. Cách đây khoảng mấy năm về trước, có một trường hợp là báo đăng là một người phụ nữ mà bị lão hóa da và trở nên già nua. Vậy thì cái thứ nhất là nó sẽ lão hóa da, nó gây nhăn bề mặt và đặc biệt là teo cái lớp thượng bì ha. Khi mà teo lớp thượng bì là da chúng ta nó nhăn nhúm mà nó không có còn độ đàn hồi nữa. Rồi, cái thứ hai nữa là nó sẽ gây tăng sinh cái hệ mạch máu ở dưới da, nó giãn tất cả các bao mạch da và da cực kỳ nhạy cảm. Cái thứ ba quan trọng hơn nữa đó là nó làm rối loạn hàng rào sinh học của da. Hàng rào sinh học của da nó cũng giống như là một cái đội binh. Cái đội binh đó nó sẽ hỗ trợ để mà nó bảo vệ cái da chúng ta trước những cái tác nhân của môi trường, ví dụ như là những cái vi khuẩn, virus độc hại mà xâm nhập lên da. Tuy nhiên, nếu như chúng ta làm rối loạn cái hệ vi sinh thường trú trên da này thì cái làn da chúng ta nó sẽ rất là dễ bị mụn, rất là dễ bị viêm da. Và những cái mụn viêm nó sẽ nổi lên không ngừng và rất là khó kiểm soát. Đó là lý do tại sao mà giai đoạn đầu chúng ta bôi, đối với những cái trường hợp mụn mà bôi corticoid hạt đỡ rất là nhanh. Nhưng chỉ cần sau khoảng 5 ngày đến 7 ngày bắt đầu nó sẽ có những cái phản ứng ngược lại với cái chuyện đỡ đó, là mụn bùng lên rất là nhiều. Và kèm theo với sự tăng sinh mạch máu nữa thì thôi rồi, có nghĩa là cái mụn nó sẽ được nuôi dưỡng cực kỳ tốt, giống như là mình đang vi khuẩn nó đang đói mà cho nó ăn vậy đó, được nuôi nó ha. Vậy thì cái mụn đó là mụn do cái phản ứng của corticoid cực kỳ khó kiểm soát. Một cái hoạt chất thứ hai bác sĩ muốn đề cập đến mấy bạn đó là thủy ngân. Đó là một cái hoạt chất cực độc ha, ai nghe tới thủy ngân cũng sợ hết. Nhưng mà thủy ngân được bỏ vô trong cái mỹ phẩm để làm cái gì? Thủy ngân nó có tác dụng làm trắng rất là nhanh, do nó ức chế cái quá trình sản sinh sắc tố. Cái điều nguy hiểm đó là thủy ngân nó thấm được qua da và vào máu. Như vậy thì nếu như trong máu của chúng ta nó có dư lượng thủy ngân rất là cao thì chúng ta rất là dễ bị ngộ độc. Cách nhận biết mỹ phẩm có corticoid thì những cái sản phẩm nào mà chúng ta thấy quảng cáo là trắng nhanh sau một đêm, hoặc là tác dụng 7 công dụng thần thánh, rồi trẻ hóa da, trắng da cấp tốc sau một tuần, hết mụn sau 3 ngày, đó là tất cả những cái gì mà nhanh, cấp tốc, đẹp thần thánh là chúng ta cẩn thận, nó sẽ có cái thành phần corticoid ở trong đó ha. Theo kinh nghiệm của bác sĩ thì chưa có một sản phẩm nào mà nó có kết quả sau khoảng 2 tuần. Bôi thì chúng ta sẽ thấy là mọi thứ nó sáng dần lên, tại vì sao chu kỳ của tế bào da chúng ta là 14 đến 28 ngày. Cho nên chúng ta cái gì chúng ta cũng phải đợi nó hết, chứ không có thể nào mà thần thánh cấp tốc được. Cho nên tất cả những cái quảng cáo gì mà gọi là thần thánh cấp tốc thì chúng ta nên cẩn thận. Hồi xưa thì mình còn thấy là trộn mà cái sản phẩm sệt sệt màu vàng vàng ha, hoe hoe, hửi mùi hăng hăng thì chúng ta sẽ thấy đó là có khả năng đó là cái kem trộn có corticoid. Còn bây giờ là trộn bằng máy hết rồi, rồi pha chế đủ thứ kiểu, thì cái sản phẩm đó bác sĩ thấy là khá là mịn, trắng, mềm, cũng cẩn thận luôn. Nhà sản xuất cái nước để mà cấp phép nó cũng không được uy tín đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Đặc biệt nha mấy bạn, phải nhớ lưu ý kem Thái nè, rồi tiếng Thái nè, tiếng Nhật nè, là những cái tiếng mà chúng ta không có biết. Là những cái tiếng tượng hình đó chúng ta không có biết. Vậy thì chúng ta phải cẩn thận những cái đối với những cái sản phẩm giống như vậy. Là cách nhận biết một làn da đã bị nhiễm corticoid và lệ thuộc corticoid. Nếu như chị em nào xài một sản phẩm mà thấy là xài xong nó đẹp dần dần lên và đẹp nhanh nữa, nhưng mà sau đó là mấy chị sẽ thấy da mấy chị bắt đầu mỏng đi và nó bắt đầu nó xuất hiện những cái mạch máu ở dưới da. Rồi sau đó mấy chị sợ, sẽ có cảm giác sợ. Tại vì sao? Nghi ngờ sản phẩm biết có corticoid không? Sợ, ngừng. Ngừng thì bắt đầu có cái triệu chứng ngứa, khô, rát hoặc là nhạy cảm hơn. Da xỉn màu đi một cách rất là nhanh chóng. Rồi cái điều mà để mà thúc đẩy cho mấy chị em quay trở lại đối với cái sản phẩm đó, đó là
cái việc chúng ta ngứa mà chúng ta chịu không được, thì khi mà chúng ta quay trở lại sản phẩm đó thì mọi thứ nó lại êm đềm như cũ. Đó là một cái làn da có khả năng bị lệ thuộc corticoid, là bị tác dụng của corticoid, và nó gây ra cái triệu chứng không mong đợi trên làn da. Thứ nhất là viêm da mủ ha, phát ban mụn trứng cá do corticoid, hoặc là giãn mao mạch ở dưới da, teo da, rạn da. Đó là những cái vấn đề mà corticoid nó gây ra. Do đó những cái làn da nào mà chúng ta cảm thấy là chúng ta bôi một loại sản phẩm vô thì nó rất là êm đẹp, ai gặp cũng khen, nhưng mà chỉ cần ngưng một cái sản phẩm một tuần thôi là làn da xuống sắc một cách nhanh chóng, đồng thời là nó gây ra những cái vấn đề là ngứa, rát, khó chịu trên da. Thì cái làn da đó cẩn thận coi chừng chúng ta đã bị đưa vô một cái guồng, đó là chúng ta phải sử dụng corticoid thường xuyên. Nếu như mà lỡ mà làn da chúng ta có nghiện thì phải cai cho nó, chứ không có thể nào mà nuôi nó để cho nó tiếp tục nó đi vô con đường nghiện giống vậy được. Giờ làm sao để cai corticoid cho những cái làn da đã bị lệ thuộc corticoid? Thì dĩ nhiên việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải không được dùng corticoid. Nhưng mà không được dùng corticoid trên những cái làn da đang bị nghiện giống vậy thì nó sẽ có cái phản ứng rất là khó chịu. Thì những cái bác sĩ da liễu người ta sẽ có những cái thuốc uống nè, những cái thuốc hỗ trợ để phục hồi được cái hàng rào da, những cái thuốc bôi chuyên để nó tăng sinh cái ceramide trên bề mặt da, làm cho cái làn da chúng ta những cái lớp sừng nó mềm mại hơn, nó mịn màng hơn, và nó giảm cái tác dụng không mong đợi của cái corticoid trên da. Thì có điều trị được hay không? Thì bác sĩ trả lời là điều trị được ha. Tuy nhiên tùy thuộc vô cái mức độ của cái sự tổn thương đó mà chúng ta sẽ có sự lành thương tương ứng. Ví dụ như các bạn để cái làn da chúng ta nó quá là nhạy cảm và nó đã bị tổn thương rất là nhiều do corticoid rồi, thì chúng ta sẽ phải cần một cái thời gian để cho làn da nó phục hồi tương ứng. Ví dụ như chúng ta để cho nó bị 3 tháng hoặc là chúng ta sử dụng 3 tháng thì chúng ta cho nó là 6 tháng hoặc là 9 tháng để chúng ta phải phục hồi một cái làn da hư tổn giống vậy. Rồi, như vậy thì phục hồi như thế nào còn tùy thuộc vô những cái vấn đề da của chúng ta đang bị. Ví dụ như phát ban trứng cá thì chúng ta sẽ phải chữa đúng kiểu bệnh lý da liễu về cái phát ban trứng cá. Cái thứ hai, nếu như mà bị tăng sinh cái hệ VEGF dưới da, có nghĩa là da lúc nào cũng ửng ửng đỏ đỏ và lúc nào cũng giống như là bị nhạy cảm dưới ánh sáng, là nhạy cảm dưới tất cả những cái thuốc bôi, là kể cả nhà nước mưa mà dính vô da nó cũng bị nhạy cảm. Như vậy thì đối với những cái làn da giống vậy thì chúng ta sẽ sử dụng những công nghệ như là laser màu, ánh sáng kép để hỗ trợ cái quá trình diệt được những cái mạch máu ở sâu bên dưới da, thì lúc đó là chúng ta mới ổn định được cái hàng rào da. Rồi, nếu như cái làn da đó bị kích ứng, bị khô hoặc là bị giảm cái lớp collagen ở bên dưới da thì chúng ta sẽ áp dụng những cái phương pháp như là chúng ta có thể tiêm tăng sinh collagen, tiêm phục hồi da hoặc là tiêm HA để nó trở thành một cái lớp nâng đỡ giúp cho cái làn da chúng ta nó có thời gian và nó có cái vitamin tại chỗ để nó phục hồi cái làn da hư tổn đó. Tuy nhiên nhớ một điều nha, nếu như chúng ta mà tiêm tăng sinh collagen hoặc là tiêm trẻ hóa trên những cái làn da yếu này thì chúng ta phải đảm bảo da đó phải sạch, không có mụn. Cái thứ hai nữa là làn da này á, là nó yếu nhưng mà nó vẫn đáp ứng được cái chuyện chúng ta bôi tê trong lúc chúng ta làm, chứ nếu không thì cẩn thận ha, phục hồi chưa xong mà nó đã bị dưỡng cái thuốc bôi tê thì nó gọi là một cái tác dụng không mong đợi trong cái quá trình mình đi tìm lại cái làn da. Để mà chọn một cái sản phẩm không có corticoid thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải chọn nhà sản xuất ha. Chọn nhà sản xuất thì tốt nhất đó nha, là chúng ta nên chọn nhà sản xuất ở nước ngoài và có uy tín ở những thương hiệu lớn, hoặc là chúng ta sẽ chọn những cái dạng dược mỹ phẩm. À, tại sao bác sĩ ưu tiên chọn những dòng dược mỹ phẩm? Tại vì đối với những cái dòng dược mỹ phẩm thì tất cả những cái thành phần ở trong cái mỹ phẩm đó, cái tỷ trọng của nó sẽ cao hơn so với những cái thành phần mỹ phẩm đơn thuần. Do đó cái việc mà được cấp phép của một cái dòng dược mỹ phẩm á, nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều đối với những cái dòng mỹ phẩm phổ thông. Nó được kiểm định bởi cái y tế của nước sở tại. Ví dụ như chúng ta thấy là Anh, Pháp, Mỹ, Úc, New Zealand ha, là những cái nước khá là uy tín về cái độ integrity. Cái thứ hai á, là
nhà máy sản xuất và cái đơn vị để mà tạo ra cái sản phẩm đó phải là một cái đơn vị uy tín lớn ha. Cái thứ ba là những cái giấy phép về nghiên cứu công bố sản phẩm, nghiên cứu trên lâm sàng, nghiên cứu trên phòng thí nghiệm, có nghĩa là nghiên cứu vitro và in vitro đó, là nó sẽ phải có được những cái bằng sáng chế. Thứ tư, đó là chúng ta phải coi giấy phép nhập khẩu vào nước Việt Nam phải được cái Y tế Việt Nam xác nhận để mà khẳng định là sản phẩm này đã có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ cái nước sở tại. Thì khi chúng ta có được những cái thông tin về sản phẩm giống như vậy thì sản phẩm này khá là an toàn cho mấy bạn sử dụng. Còn việc mà chúng ta nhìn nè, hoặc là ngửi nè, hoặc là chúng ta thử nè, không có cách nào mà tìm ra được hết nha. Rồi, nếu như bạn nào có câu hỏi gì muốn hỏi riêng bác sĩ thì mấy bạn có thể inbox vào fanpage của bác sĩ là BS Nguyễn Phương Thảo, hoặc là comment ở bên dưới cái YouTube này, bác sĩ sẽ trả lời câu hỏi cho mấy bạn. Nếu như bạn nào có yêu thích cái kênh YouTube của bác sĩ thì mấy bạn nhớ like, share và subscribe nha. Rồi bây giờ là chào tạm biệt.